yêu quái, lần này ngươi hết đường thoát rồi. To gan, dám đòi bắt và muốn ăn thịt sư phụ ta. Bây giờ ta sẽ đánh cho ngươi tan thành mây khói. Đại thánh, đại thánh, xin ngài hãy tha mạng. Tôi bắt đắc chỉ lắm, mới nghĩ tới việc bắt sư phụ của ngài để ăn thịt. Hồng muốn hồi sinh lại, để chăm sóc cho con của tôi nở chào đời mà thôi. To gan, ngươi đã chết rồi mà cũng muốn hồi sinh à? Còn nghĩ tới việc ăn thịt sư phụ ta, ngươi có biết sư phụ ta là Kim Thiền Tử do Phật Tổ sai đi thỉnh kinh không? Tôi biết chứ, tôi biết chứ. Tôi không biết nếu ăn thịt ông ấy sẽ được cải tử hoàn sinh, rồi còn bất tử nữa. Chính miệng ngài đã nói với các huynh đệ của ngài 500 năm trước mà. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Cái gì là ta nói à? Nhưng đến lúc ngươi phải chịu lấy những tội lỗi của mình rồi. Chết đi. Con tôi không có lỗi, hãy tha cho nó. Ta công chính phần mình, kẻ nào làm thì kẻ đó chịu. Được rồi, ta ban ăn huệ cuối cùng cho gia đình nhà ngươi. Ta sẽ cho cái trứng này phát triển thật tốt để mau chào đời. Chặt quá. Wow, ở ngoài này đẹp quá, mát quá, sướng quá. Ủa, nhưng mà mình là loài nào chứ? Sao không thấy ai hết vậy trời? Hả? Có mùi thịt nướng BBQ, thơm quá, đã quá. Đằng kia. Nào, các con, hãy cố gắng ăn thật no đi. Mùa đông sắp tới rồi, lúc đó chúng ta phải ngủ đông, cần rất là nhiều chất béo tích tụ trên cơ thể đó. Ngon quá. Đúng rồi, mùa đông sắp tới, ăn lẹ đi mọi người. Hả? Thứ quái quỷ gì kia? Đây, ai cho ngươi đụng tới đống thức ăn của mẹ con bọn ta chứ? Bọn ta phải cực khổ đi kiếm để đem về trữ đông đó. Tôi tưởng đâu thức ăn từ trên trời rớt xuống được ăn hoài, ăn miễn phí chứ. Ôi mẹ đất ơi, nhìn ngươi sáng sủa giống như loài rồng vậy, nhưng mà sao ngươi ngu thế? Bộ ngươi thiếu muối iốt à? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy ngươi những điều cơ bản này? Là sao chứ? Tôi không hiểu gì cả. Còn cha mẹ nữa là cái gì chứ? Có ăn được không? Ôi trời ơi, thiệt là bó tay với ngươi luôn. Cha mẹ tức là một cặp sinh vật sau khi ăn chơi vui vẻ. Họ có bầu và đẻ ra ngươi, họ có trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi, dạy dỗ ngươi nên người, cũng giống như ta là mẹ của bầy rắn con này nè. Vậy là tôi cũng có cha mẹ hả? Cha mẹ của tôi ở đâu chứ? Tôi phải đi tìm họ. Này, ngươi biết cha mẹ của ngươi ở đâu không mà đi tìm? Không, tôi không biết. Ở thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm, giờ ngươi còn nhỏ, ra đó là sẽ bị ăn thịt ngay. Được rồi, ta thương tình thấy ngươi mồ côi, ta sẽ nhận nuôi ngươi. Cứ ở đây đi, cha mẹ ngươi có thể sẽ tìm tới, hoặc là sau này lớn lên ngươi hãy đi tìm họ sau. Thế là sự khởi đầu cuộc đời của tôi đã diễn ra như thế. Tôi được mẹ con rắn tốt bụng này cù mang, cùng nhau đi săn, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau trú đông, rồi cùng nhau thức dậy giữa những giấc trưa hè. Cứ như thế, năm tháng trôi qua, tôi cũng lớn dần, nhưng chưa thấy cha mẹ của mình tới rước. Wow, trong một thời gian ngắn như vậy mà cậu đã trưởng thành rồi. Thì ra, cậu là một loài rồng. À, tôi là loài rồng mà, nhưng mà là loài rồng nào chứ? Tôi cũng không biết nữa. Giờ nhìn cậu đã lớn rồi, thật trưởng thành. Đến lúc tôi nghĩ cậu nên lên đường đi tìm cha mẹ của mình rồi đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn bà rất nhiều. Tôi sẽ không quên công ơn của bà đâu. Nếu trên đường tìm cha mẹ mà tôi bắt gặp một con rắn mãng xà đực đẹp trai 60, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu bà cho nó để cho bà có chồng mới. Được. Hào án. Được rồi, ngươi đi đi. À, ngươi có một đôi cánh đó, hãy sử dụng nó để bay đi cho nhanh. Vậy là tôi cũng ngây thơ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cha mẹ của mình.
Tôi cứ bay mãi, bay mãi, bay ngày, bay đêm. Đừng nuốt linh hồn của tôi, hãy tha cho tôi đi, làm ơn. Hả? Là thứ gì mà sao trông kinh dị thế? Chắc chắn không phải tốt lành gì rồi. Không được, mình phải cứu con khủng long đó. Cái gì thế này? Là một con rồng tạo ra động đất à? Chết tiệt, ta không đụng chạm tới ngươi, sao ngươi lại phá chuyện của ta? Hả? Hắn gọi mình là rồng động đất hay sao? Nhưng mà ngươi tàn độc, ngươi hại con khủng long vô tội đó. Ta hành hiệp trưởng nghĩa, ta muốn cứu nó. Ta không có hại nó, mà đó là một cuộc đánh đổi. Ta cho nó biết nhiều thông tin bí mật về nó, rồi lại nó phải bán linh hồn làm thức ăn cho ta. Cái gì? Ngươi có thể trả lời được mọi thông tin, mọi câu hỏi trên đời hay sao? Đúng vậy, đổi lại sinh vật đó phải đưa cho ta một linh hồn, nếu không ta sẽ ăn linh hồn của nó. Được rồi, ngươi hãy trả lời những câu hỏi này của ta. Ta sẽ bắt rất nhiều sinh vật để ngươi hút linh hồn. Tôi vì một phút tìm cha mẹ nên đã hóa ích kỷ trong lòng của mình và hỏi hắn những câu về thân thể của tôi. Rồi sau đó tôi sẽ bắt một số sinh vật nhỏ bé đem giao nộp cho hắn. Cái gì? Ngươi hỏi về thân thể của mình à? Ngươi là một con rồng động đất, cha mẹ ngươi cũng như thế. Nhưng cha ngươi đã vì bồ nhí giết chết mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi vô cùng oan ức nên linh hồn không tan được. Do đó bà ấy đã đi tìm một kẻ là Đường Tam Tạng để ăn thịt, hòng muốn hồi sinh. Nhưng thật không ngờ bị tên đệ tử của Đường Tam Tạng là Tô Ngộ Không đánh cho hồn siêu phách tán. Cái gì? Tô Ngộ Không? Tô Ngộ Không? Hắn ở đâu? Tôi phải băm hắn thành trăm mảnh. Hắn ở phía tây đó. Hãy tới đó giết chết hắn đi, rồi sau đó chừa lại tên Đường Tam Tạng cho ta. Chỉ cần như vậy thôi, ngươi đã đền đáp lại công sức ta rồi. Vậy là tôi cũng đã biết được toàn bộ sự thật. Tình cha đồi bại của tôi thật là tệ hại. Nhưng trước tiên tôi phải báo thù cho mẹ mình đã, giết chết tên Tô Ngộ Không để cho bà ấy yên nghỉ nơi chính xuôi. Tề Thiên Đại Thánh, xin ngài hãy tha cho tôi lầm lỗi, định ăn thịt sư phụ của ngài, nhưng tôi hối hận rồi. Nếu xin lỗi mà coi như xong thì Tô Ngộ Không ta đây đã không phải là thần thánh rồi. Thì ra là một con khỉ đáng ghét. Ta phải băm ngươi ra, xé xác ngươi ra, nhai và đốt người ngươi. Cái gì? Thật to gan. Cơ thể của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ta đây mà ngươi còn muốn ăn à? Ngươi là người đầu tiên đó. Chết đi. Mình chưa chết hay sao? Ngươi tỉnh rồi à? Thì ra ngươi là con của con rồng hồn ma quá phụ đó. Ngươi đã đánh tan linh hồn của mẹ ta. Ta phải rửa thù. Sự thật không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta ngửi trên người của ngươi có mùi hắc khí của một con ấu trùng ác quỷ sắp chào đời. Ngươi đã từng gặp cái thứ đó rồi đúng không? Thì sao chứ? Thứ đó đã cho ta biết ngươi chính là kẻ đã đánh tan linh hồn mẹ ta. Bây giờ ta phải bắn ngươi ra. Cầm mồm đi và lắng nghe ta nói nè. Mẹ ngươi vì muốn báo thù chồng, tức là cha của ngươi, mà muốn hồi sinh lại để nuôi nấng ngươi, cũng đã tìm tới thứ đó. Thứ đó đã dụ dỗ bà ấy bắt sư phụ ta để ăn thịt, rồi kết quả bị ta đánh. Không thể nào. Thứ ấu trùng ác quỷ đó chỉ lợi dụng mẹ con các ngươi mà thôi. Thứ đó mà ăn được sư phụ của ta thì hắn sẽ nở ra và trở thành một con ác quỷ khổng lồ. Lúc đó nó sẽ nuốt chửng tất cả, kể cả ngươi. Và ta cũng không phải là đối thủ đâu. Bây giờ ta sẽ làm liều một phen. Ta sẽ cho ngươi mượn toàn bộ sức mạnh của ta, khiến cho người của ngươi trở nên vô biên. Sau đó hãy tìm về thứ ác quỷ đó và đánh úp nó trước khi nó phát triển thành hình thể to lớn. Ông không sợ tôi phản bội ông hay sao? Ngươi là một con rồng tốt, chẳng qua lầm đường lạc lối một tí thôi.
ta tin tưởng ở ngươi. Được rồi, giờ thì hãy đi kết thúc thứ ác quỷ đó đi. Thật không ngờ Tôn Ngộ Không thật to gan, dám cho tôi mượn hết toàn bộ phép thuật của hắn ta. Nhưng tôi bán tính bán nghi, không biết bên nào là đúng, bên nào là sai. Tôi cũng cấp tốc quay trở về. Kẻ nào đây? Người muốn gì? Là tôi đây, là tôi đây. Là con rồng động đất trước đây mà ông kêu đi báo thù Tôn Ngộ Không đây. Tôi đã làm được. Cái gì? Ngươi đánh bại được Tôn Ngộ Không à? Hả? Còn Đường Tâm Trạng đâu? Ngươi có thấy hắn không? Đường Tâm Trạng à? Tôi... À đúng rồi, tôi đã ăn thịt hắn rồi. Nên bây giờ cơ thể tôi trở nên khổng lồ và trông đầy huyền bí thế này đây. Mẹ kiếp trời ơi, ngươi dám phỏng tay trên của ta à? Được rồi, vậy thì ta sẽ đốt ngươi luôn. Hả? Thì ra ngươi đúng là ác quỷ. Nhưng tại sao ngươi lại nở sớm thế? Ngươi chưa ăn được thịt của Đường Tam Tạng mà. Ta nở sớm là cái thân thể này thì dễ nuốt chửng ngươi hơn. Chỉ cần ta nuốt được thân thể ngươi thôi, ta sẽ có được sức mạnh vô địch. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi đừng có mơ mà nuốt được cơ thể của Đường Tam Tạng. Chính Tôn Ngộ Không đã nói cho ta toàn bộ sự thật. Thì ra ngươi mới chính là kẻ đã hãm hại mẹ ta, khiến mẹ ta hồn tiêu phách tan. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả là do ta muốn báo thù của khỉ chết tiệt đó. Cái gì? Ngươi nói ta không thể nuốt được cơ thể Đường Tam Tạng là sao chứ? Bởi vì Đường Tam Tạng vẫn còn sống, Tôn Ngộ Không vẫn nên bảo vệ ông ấy. Chết tiệt, ngươi dám lừa ta hả? Vậy còn cơ thể của ngươi thì sao? Sao ngươi lại trở nên to lớn dữ tợn thế kia? Bởi vì Tề Thiên Đại Thánh đã cho ta mượn sức mạnh của ngài ấy để diệt trừ ngươi. Đến lúc rồi, thứ bản thiểu ác quỷ, ta xin tiễn ngươi xuống địa ngục. Không thể nào. Cũng may mọi thứ chưa quá trễ. Mặc dù hắn đã nở ra khổng lồ, nhưng chưa có cơ thể của Đường Tam Tạng, hắn vẫn còn rất yếu. Đến lúc rồi, tìm Tôn Ngộ Không và trả lại sức mạnh cho ngài ấy.